chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn nha. Mình là Tâm Chè đây các bạn ơi. Hôm nay mình về Bình Minh các bạn ơi. Thì về Bình Minh bà Chè làm một món thắng cố dê đi, mời các bạn cùng ăn nha. Về đi vô đi nghe mọi người. Đi vô đây cảnh quê hương thanh bình của Tâm Chè đây các bạn ơi. Quê hương Bình Minh đây. Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long nha các bạn. Rồi. Quê Tâm Chè đó các bạn. Quê hương thanh bình yên ngắm. Đây mời các bạn vô xem nha. Các bà Chè mà nấu cái gì. Rồi vô đây, bà xã đang làm mấy món dê đây các bạn. Lòng dê với thịt dê đây các bạn ơi. Mọi người, cái này mình làm thắng cố, nấu món thắng cố. Rồi nấu món thắng cố. Thắng cố dê mọi người ơi. Thắng cố dê nha. Đây quên nữa, đi quay lại các bạn ơi. Thắng thật ơi trời. Đây bà Chè đây các bạn ơi. Mọi người. Rồi bữa nay về Bình Minh các bạn ơi. Đó. Rồi cái nấu lòng dê, thắng cố dê các bạn ơi. Đây nguyên bộ đồ lòng dê đây các bạn. Với bà Chè có mua thêm ký thịt dê nè mọi người. Rồi sặc để vô. Rồi nấu món thắng cố kiểu Tây Bắc nha các bạn. Rồi vừa hên ha. Rồi. Giờ mình đi luộc. Rồi, rồi cục kia để làm gì? Rồi để làm gì làm đi. Rồi. Nước vô, giờ rồi bây giờ đi luộc các bạn ơi. Mình luộc sơ bỏ nước này đi các bạn. Luộc để cho nó bán mùi đó các bạn. Trong khi luộc thì các bạn để gừng nè, sả nha, riêng, rồi rượu nghe các bạn. Đó, bầm 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 bầm. Ừ, bầm bầm bầm. Rồi thôi giờ ra bếp rồi các bạn. Thôi các bạn ơi, mình để lòng dê là với thịt dê là luộc sơ đi các bạn. Luộc sơ mình để rượu nè, rồi sả, rồi gừng, rồi riêng nghe các bạn. Mình để sả, gừng, riêng để cho nó bán mùi dê đó các bạn. Rồi mình luộc, mình bỏ sả, bỏ nước này đi nha các bạn nha. Đó, các bạn thấy không, về quê phong cảnh hữu tình không các bạn? Thấy chưa? Thấy phong cảnh hữu tình không? Về quê ngoại có cameraman đây các bạn ơi. Cây trái thì bao la, cây thì bao la mà trái thì có là coi như là không có trái. Trái ít xịu. Cảnh đẹp lắm mọi người ơi. À, rồi mình đi đi em. Đây nè các bạn. Rồi xong. Giờ mình cứ luộc thôi nha. Cứ luộc thôi nha mọi người. Rồi các bạn ơi, luộc xong rồi nè các bạn. Rồi thấy chứ, tính mẹ nó. Đây nè các bạn, thằng cố đây luộc xong rồi vớt ra nè các bạn. Đây nước nước ngọt nè mọi người. Rồi chưa con lẹ đi con. Đây nước ngọt nè mọi người. Rồi để đây mình lượt rồi đó. Rồi hồi nãy để riêng nè, để sả, để rượu, rồi để gừng nữa các bạn, để cho bán mùi dê đó. Đây nhờ gì có cameraman đây các bạn ơi. Nhờ gì cameraman là làm giùm đây các bạn. Đó để dầu vô, để tỏi vô, rồi xong. Đó, thơm vô để băng nguyên cái vô. Lấy dừa một ngọn qua mặt đi rồi đây cho dỗ rồi con. Nó ngon là thôi được, đó đợi hồi em nêm được, không sao hết. Không sao, chị xào cho em là được rồi. Đây được rồi, lấy ra chi cho cực. Cái hồi dọn hết á. Đã hồng, sắc đi mọi người. Rồi cái hồi nước mình dừa không, nước dừa không? Hồi mình lấy nước dừa nghe các bạn. Đặt cái dừa để vô. Rồi, đó. Nước dừa miền Nam, thắng cố miền Nam nghe mọi người, thắng cố dê miền Nam. Đây nước dừa với nước ngọt đây các bạn ơi. Có dừa chưa? Có dừa chưa? Đó. Hả? Nước dừa nước ngọt để trong đó. Ừ. Đó, rồi. Ô, món này của người Hơ Mông mà. Đây nè mọi người ơi. À. À, mình xào sơ xăng rồi. Rồi mình để đường bột ngọt, rồi đường bột ngọt, rồi hạt nêm đó các bạn, rồi muối, nước mắm rồi. Bây giờ mình để nước dừa vô. Ở ngoài miền Bắc thì nấu nước lạnh, nhưng mà đây miền Nam mình nước dừa bao la, nấu nước dừa luôn các bạn. Chặt 5 trái dừa. Chặt 5 trái dừa đổ vô luôn. Đó, bây giờ thì hồi nữa là chín là mình ăn thôi các bạn. Nha. Ở ngoài miền Bắc thì ăn với mèn mén, nhưng mà đây thì mình ăn với cơm các bạn ơi. Nha. Yeah. Đây mình ăn với cơm.
Người ơi, chín rồi mọi người ơi. À, chín rồi các bạn ơi. Rồi đúng rồi. Rồi, món thắng cố chín rồi mọi người ơi. Đây nè các bạn, một nồi chà bá luôn. Nồi chà bá luôn, thắng cố dê nha các bạn. Quá đã. Bây giờ mình múc ra các bạn ơi. Rồi cái mình ăn nha mọi người. Không có mèn mén. Hôm nay mà mình không ăn cơm luôn, tại no quá mọi người. Ha, ra mình ăn là ấy thôi. Này là mắm tôm nè các bạn. Cái này là mắm tôm nha. Yeah. Chén này mắm nêm. Chén này là nước mắm. Thôi muốn ăn nhiều ăn, muốn ăn gì ăn. Ăn vừa ăn đi, hút mày đi. Dưới thẳng nó không vậy hả? Thẳng đó. Không. Mặt nó quạo quạo em. Thẳng gì? Không. Bởi nó bị bệnh chứ nó không có ấy. Này không ăn cơm các bạn. Đây tại còn no, cái no hơi no là ăn cơm. Này là cái cặc nè mọi người. Cái cặc. Ăn giống người Tây Bắc không các bạn? Ăn ngon. Thấm mình kém. Món này không phải của người miền Nam. Làm có gì không có giống thì mong các bạn thông cảm nha. Review cho vui vậy mà. Cái này là cuốn họng nè các bạn, cuốn họng dê. Giòn lắm mọi người. Em Nguyên Thảo luôn hả? Giòn hết mọi người. Em Nguyên Thảo luôn hả? Uống giỏi. Cái này là thắng bàn á các bạn. Thắng bàn. Bàn màu đen của dê sạch á. À, mình bắt nhẹ nhẹ chứ không ai bắt gì. Qua món nội bắt thử được chưa? Đã. À, giống như mình nấu bằng nội tạng của nó đó các bạn. À, lớp phổi nè, gan, là miếng gan này các bạn. Gan. Đây, cắm vô. Cắm vô. Cà bấu. Không ngờ món thắng cố. Người bắt ăn rất là ngon các bạn. Yeah. Này mới ăn với ốc đậu quá các bạn, ngon lắm. À, ốc đậu thì nấu bằng mèn mén. Ốc đậu thì nấu bằng bắp cái gì? Không. Không biết nấu bằng gì. À, không, nấu bằng đậu hũ, nấu bằng đậu nành. Thì giống như sắc đậu của rượu. Ốc đậu là như đậu hũ, đậu là nó. Mà còn có nhiêu đi hết rồi mọi người ơi. Nhấp ăn hết nhiêu thao đó đi. Không. Cho cái bụng. Hết. Ăn thì biêu mà. Cho cái bụng nó bự lên. Nước này nấu mà nước dừa ngọt lắm mọi người. Bà cũng nói tâm chè ăn dơ nha. Không phải vậy đâu, tại vì không mong tập của người Hồng Mông ta ăn vậy đó. Mà 10 người ta ăn cũng chung một cái thao này thôi. Rồi mọi người ăn cho có cái muỗng vậy đó, múc cái gì nữa các bạn. Người nói là tâm chè ăn mấy vệ sinh không phải các bạn. Ăn theo người Mông. Ăn theo người Hờ Mông đó các bạn. Đây nè, cùng thịt dê nè các bạn. Đó. Dài, bự quá, chín. Chắc bự quá.
Đấy, mấy bạn không biết rồi, mấy bạn nói tôm chè sâu ăn không mất vệ sinh, mà không phải vậy. Tôm tục tục quán của người Hà Mông người ta ăn vậy đó. Hồi nãy mình có cái này mua cho Vĩnh Long, quên đem cho tiếp thôi mọi người. À, cứ chứ phải có cho tiết là vậy, làm tiết canh dê cho mọi người ăn rồi. Đã quá, nó ngọt quá các bạn. Hèn gì thấy người Hà Mông ta thích ăn món này. Hà Mông ta ăn cái người ta gạt đuổi nè. Mẹ mén nó dính đấy. Hết nước rồi còn cái nữa kìa. Ngọt. Cực kỳ ngọt. Đó, thì các bạn nhiều khi cũng không có ha, hay là cũng không có thắc mắc, cũng thắc mắc mà không biết món là thắng cố là cái gì. Thắng cố là gì nha các bạn ha, thắng cố là nấu như vậy đó các bạn. Bây giờ ở trên chợ mà mấy cái chợ mùi vùng cao đó, như cao nguyên đá Đồng Văn rồi đó, người ta để trên cái thau này, nhưng mà người ta còn để trên cái bếp, người ta ăn bếp, người ta ăn nóng nha. Rồi ở trên mấy người mà dân tộc Hà Mông ở kiểu như ta ở trên núi, các bạn không đi chợ mà phiên á, người ta ăn ở nhà người ta để trên tô hoặc cái thau người ta ăn vậy. Ngon. Món này món gùa đế hết bài mọi người ơi. Được mấy phút rồi. Video đến đây xin kết thúc các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nha mọi người. Tấm che Vĩnh Long xin bye bye các bạn nha. Hẹn còn lại video lần sau. Các bạn nhớ bấm ở chế độ rung chuông để nhận được những video sớm nhất từ kênh Tấm Che Vĩnh Long nhé các bạn. Bye bye.